Đây là mọi người nhìn cái thông số của nó nè, bây giờ tôi đang ở độ cao là 37 mét nè, và khoảng cách giữa tôi và máy bay là 35 mét nè. Ha, mọi người bay bay xa nữa thì mình chỉnh bay xa nữa nè. Bắt đầu thông số nó sẽ nhảy nè. Đó, 51 mét, 56 mét ha. Độ cao mà, mình nâng độ cao lên nè. Đó. Đó, mình sẽ thấy luôn cái Bidetco ở xa xa ha. Đó, bây giờ là đang là 58 mét mà, và độ xa là 72 mét nè. Hai thông số này mọi người quan trọng nha, mình phải nhìn cho nó thật kỹ nha. Và thứ nhất thứ hai là cái bản đồ. Đây, đó, nó cách cái chỗ mình nè ha. Như thế nào thì mọi người nhìn được thấy cái chỗ đó nha. Rồi, quan trọng là cái nút này nè. Một là nút này, hai là nút này. Thì khi mà mọi người thứ nhất là mất tín hiệu camera, mất tín hiệu flycam thì mình cũng không có sợ nha, tại vì khi mất tín hiệu flycam rồi á thì mình chỉ cần nhấn nút này là nó sẽ quay lại cho cũ ha. Khi mà mình thấy được nó rồi mình sẽ nhích cái cần để mà mình điều khiển tiếp. Còn bây giờ mình không thấy nó nữa, bây giờ mình chỉ còn cái màn hình thôi. Thì mất tín hiệu hoặc là camera nó hoặc là flycam nó hết pin gì đó thì mình bấm cho nó return ha. Hoặc cái máy này hết pin nó cũng tự return về nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ chỉnh camera về nha.